vpgame.vn, shop nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Có bạn đó là bình luận sao mà mãi mãi lâu rồi chưa thấy đó là anh làm về chủ bò Toro. Thì ok, thì ở clip này mình sẽ làm bò Toro cho bạn nhá, cũng như là cho tất cả mọi người xem, cũng như là trình bày cho anh em đó là về cách di chuyển đầu game, cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu tốt nhất dành cho bò Toro. Thì giai đoạn đầu game anh em có thể thấy bên kia có gớt rắc, mặt rừng tém mình thì đang phám con búa sánh, thì mình phải sáng cánh cho rừng, tránh trường hợp đó là gớt rắc kéo làm rừng tém mình thọt. Đối với HP thì có những cách di chuyển đầu game như thế nào? Thứ nhất, đó là đi hỗ trợ rừng farm nhanh hơn. Thứ hai, đó là đi check map. Thứ ba, đó là đi cướp. Và trận đấu này thì chắc chắn bò Toro thì sẽ không cướp được rồi. Và mình thì sẽ đi, đó là giữ hồ bùa, check map, giúp đó là rừng mình nhá. Ôi, pha này đánh nhau to rồi anh em ạ, chơi được. Tém địch thấp máu, ôi, nó tốc biến, ôi, lại bị kéo rồi. Nhưng mà rất may là chiến công đầu lại thuộc về tém binh. Pha đó thì chịu anh em ạ, không thể cứu nổi xa thủ tém binh khi mà bị Grak nó kéo vào tâm trú ấy. Ôi, dính láo rồi, dính láo rồi. Pha này mình cũng không đỡ được cho ra luôn anh em ạ. Chịu, bỏ tay, hết cấp cứu rồi thì chịu rồi. Pha đó thì khá là đén đến từ ra anh em ạ. Dính ngay đó là cái lao cơ khí đến từ Slim. Bò Toro thì được coi đó là SP quốc dân anh em ạ, bởi vì những ngày đầu chơi game thì anh em đã đó là chơi bò Toro rồi. Thì với bò Toro thì có điểm mạnh như thế nào? Thứ nhất, đó là một SP cực kỳ là trâu bò, khả năng khó chịu và tánh cờ thì thuộc dạng rất chi là tốt, nhưng mà điểm yếu thì bảo kế không phải là quá chuẩn mực. Ok, thì pha này thì tém địch thì chắc có lẽ đã ăn con rồng nha anh em. Pha này thì mình lại này. Ok, pha này rắn chiêu hái phạt này. Uầy. Bốn người tém địch bị bò Toro cướp rồng anh em ạ. Gọi là xíu cái khổng lồ dành cho tém địch luôn đấy. Thế pha đó thì nói chung hến xui thế anh em ạ. Bởi vì mình rắn chiêu hái phạt thì nó gây đám thì ăn được con rồng luôn đấy. Ok, pha này ăn được rồng, có thêm vang cũng như là kinh nghiệm cho đồng đội nữa. Tém mình thì hai người lên level 4 cả rồi, nên là chắc chắn thì phá giao tranh này sẽ thành công thôi. Đó là sự khác biệt khi anh em ăn được rồng và không ăn được rồng nhá, gọi là hến xúi thôi anh em. Phá đỏ thì chúng cùng trả tài hay giỏi gì đâu, nhưng mà phá đỏ đừng có dài mà láo chiêu một vào nha anh em. Phá cướp rồng đó ấy, láo chiêu một vào là tự hủy bản thân luôn ấy. Anh em cứ làm chiêu hái phạt, hến thì được mà không hến thì dùng chiêu một bỏ chạy nhá. Trận đấu này thì mình chọn bò Toro cũng khắc chế được phần nào đó là Grak này anh em ạ. Những cái hiệu ứng khống chế, miễn hiệu ứng khống chế của bò Toro thì sẽ khắc chế Grak cực kỳ là lớn luôn. Cho dù Grak kéo trúng thì cũng không xi nhế, hoặc là khi mà bò Toro đang sử dụng chiêu thực thì Grak cũng không kéo được. Chơi luôn. Rồi pha này mình sẽ ulti luôn nhá. Uầy, pha này trúng 3 người luôn kìa. Ulti đi vào lòng người anh em ạ. Chiêu cuối của... Uầy, thôi xong rồi, xạ thủ tém binh bị ngặt chiêu cuối rồi, không bảo kê được em ạ. Tém địch 3 người đấy rồi. Pha này thì... Uầy, đuổi theo mình kìa, bắt bò à. Này tôi bắt bò ra, tém binh chuẩn bị lại rồi nhá. Cái tôi bắt bò anh em ạ, và cải kết. Ok, thì hiện tại mình thấy đó ra tém mình đó là đang núp đấy này. Rồi pha này thì lên cấu nhừ một xíu nha anh em. Mình thì khá là thấp máu. Uầy, nhưng mà không ổn rồi. Tưởng là cấu nhừ ai dây một lần nữa là dính cái láo cơ khí. Từ con mồi, đó là từ kẻ săn mồi trở thành đó là con mồi anh em ạ. Thank you.
Rừng tèm binh nãy giờ chưa thấy gánh gì cả anh em ạ. Rồng cũng bỏ bê luôn. Chơi luôn. Hay quá. Ui không trúng kìa. Nhớ vẫn ăn được màng của Sơ Lim tèm địch rồi. Pha này thì liệu có chạy được hay không? Chọn nhẹ một phát, nhưng pha này thì chắc chắn không chạy được rồi. Ai chạy nhanh thì người đó sống thôi. Bởi vì pha đó thì mình không còn khả năng bảo kê này anh em ạ. Mình tém địch thì đuổi theo và chắc chắn chiêu một phá đó thì xa thủ tém mình không có cửa để chạy nữa rồi. Nên là phá đó thì hai người chạy hai đường nhá. Chứ hai người mà chạy một đường là nó bắt cả hai luôn đấy. Hay ra tế rừng mất hút. Đúng này giờ chưa thấy rừng tém mình lên gánh đường rồng lần nào cả anh em ạ. Sáu phút rồi mà chưa thấy được bóng dáng rừng xuất hiện. Thì ở trận đấu này thì mình sẽ lên cho nó là món đồ phụ trợ đó hóa giải khống chế nha. Bên kia có Grack, lỡ nó hụt phát thì mình có thể hóa giải cho bản thân cũng như đồng đội. Bên kia mình có những vị tướng hiệu ứng khống chế thì anh em lên hóa giải, còn có tàng hình thì anh em lên soi map. Ok pha này, ôi một pha hất túng chắc chắn thì được hai người nữa này. Nhưng mà hiện tại thì tém mình trước có đám bôi vào anh em ạ. Được pha này bắt được nhé, chắc chắn thì pha này bắt được rồi. Ra tém mình thì đang đầy đủ bộ combo. Ui đấm trượt kia. Tiếc thế ra ơi. Mình đang tánh anh em ạ. Khá là trâu bo pha này thì hạ gục được tém địch phạt là mình hồi được thêm một xíu máu. Đến từ phù hiệu. Và cái kế thì có một pha đó là ăn được 3 màng anh em ạ, khá là tốt rồi. Phá đầu đấm trúng ăn được vài ố nữa thì tuyệt vời luôn. Nói chung bò thì tánh cỡ cực tốt luôn anh em. Ui ra tem mình đấm trượt kia. Hên 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 anh em ạ. Đấm trượt nhưng mà Ami đi tem bàn thì hơi hủng lưu hơi thảm anh em ạ. Người là thảm và cải kết. Ôi ông xa thủ đấu lấy trù này. Ui đâm lính to tướng thế này vào bản hái phạt thì trù bay đó. Ôi ôi lại dính lao cơ khí rồi kia. Pha này không cứu được rồi. Thế luôn này lấy được cây trù là ngon rồi. Rồi pha này tém bàn lại đuổi theo mình rồi. Chơi luôn. Ôi dừng tém binh sao mà chết vậy ta. Rồi pha này thì ra tém bàn, ra tém binh thì đang phục kích nha. Rồi tém bàn xin chia buồn với tém bàn rồi. một lần nữa lại dính ngay, ăn ngay bộ tròn bộ combo của ra. Mình trâu lắm. Ngọc thì ngọc phún tánh nữa, đô thì đô phún tánh nữa. Ba người bàn là chắn bo và cải kết là bị bo hụt anh em ạ. Đúng là phá đó chuẩn combo của Ra luôn ấy. Ba người dồn lại một chỗ. Ra thì núp bùi luôn. Trận đấu này thì rừng tém binh khá là yếu anh em ạ. Mình nhận thấy là rừng tém binh khá là yếu. Thứ nhất đi gánh không hiệu quả. Thứ hai đó là mình thấy trước quả cú ảo ảnh chạm nào hợp lý ấy. Quay quay pha này bật cấp cứu cho rừng binh này. Cho mịt binh chứ. Mạng đổi mạng anh em ạ. Pha này thì bật để hóa giải khống chế nhá. Vừa hồi luôn anh em ạ. Ôi lại bị kéo kìa, pha này mình hụt. Không biết có cứu được hay không. Cứu được rồi kìa. Thôi sống, không bỏ công cứu rồi anh em à. Để tém mình sao không về nha. AD toàn bị kéo. Nãy giờ AD toàn bị kéo với dính láo à. Một phá gọi là hy sinh không đáng có. Phát đỏ nó chạy về là được đấy. Hay quá, ra tay mình hay quá. Tuy là có những cú đấm trượt nhưng mà nãy giờ toàn ra ăn màng cả anh em ạ. Chất tưởng ra thì nói chung pháp sư kiếm sát thủ anh em ạ. Ôi ôi Amelie hổ báo này. Tém đâu, ui, ulti trùng 3 người nữa.
Tên mình đâu hết rồi. Ôi chuẩn bị lên anh em ạ. Thôi 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 xong rồi. Pha này thì chịu rồi anh em ạ. Mình thì trâu nhưng mà không có đám. Pha đó thì tém định dùng hết chiếu rồi kìa. Tém mình bây giờ thì lấy nắn màng nữa không ăn được. Uầy. Hay ra tới tém mình làm gì vậy? Trận này thì ra tém mình ăn rất chỉ là nhiều màng rồi anh em ạ. Xanh xáo đến từ vị trí của ra rồi. Nhưng cú đấm của ra thì bắt đầu thốn rồi. Thì nói chung về phù hiệu dành cho bao tố rô thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu má tính. Tuy là má tính thời điểm hiện tại thì khả năng biển thưởng thì không còn, nhưng mà với khả năng giảm hồi chiếu cũng là giúp combo của bo tố rố sẽ nuột na hơn. Vì anh em hụt chiêu 1 lên rắn chiêu 2 rồi sử dụng chiêu cuối thì sẽ giảm thời gian hồi chiếu của cả chiêu thức còn lại. Ở trung tâm này thì mình tánh cỡ thoải mái nha anh em. Tầm này mà hai người của tém địch thì không bao giờ bắt được mình đâu. Tầm phải 3-4 người kìa. Đấy, cứ tánh cờ cho tém thoải mái thôi. Ôi ôi ôi, pha này đuổi theo ra kìa. Mình thì bị kéo lại rồi nhưng không sao cả anh em ạ. Bây giờ thì mình cũng có lương rồi, giáp phép ổn rồi. Lương giáp thì không phải ban cải nữa rồi anh em ạ. Mình chỉ sợ là xíu nửa giai đoạn về lệch sơ lim thôi. Sơ lim thì bắn tánh cũng rất chi là thốn nhá. Về bảng ngọc thì mình sẽ lên bảng ngọc đó là thuần tánh. Ngọc đỏ sẽ đến cho nó. Ngọc ba dòng tốc đánh máu tối đa và giáp. Ngọc tím máu hôi máu và tốc chạy. Còn ngọc xanh đó là giáp và giáp phép. Với bảng ngọc này thì nói chung anh em rất chỉ là ổn anh em ạ. Có giáp phép, có máu, cũng như là có tốc chạy nữa. Thì bây giờ mình ping cho đồng đội đó là ăn con ta thân xế giá. Ping cho rừng tém binh ăn ta thân xế giá. Bởi vì thực tế thì phải cống trụ sớm sớm. Ở thế cống thì tém binh mạnh có một rát. Còn ở thế thủ thì khá là yếu nhá. Ra tém binh có quyền trường nên là không cần vây anh em ạ. Cứ đấm và hồi phục máu thôi. Ôi ôi ôi. Anh em thấy mịt tém địch. Mịt tém địch đinh tốc biến lên lối điểu vào rá ấy. Nhưng mà cái kết thì xin chia buồn. Về trang bị thì mình sẽ lấy những gì? Đầu tiên thì sẽ lên cho nó món đồ hóa giải khống chế phụ trợ. Tiếp đến dây kiến cương, rồi khiến. Rồi một món đồ đó là kháng hiệu ứng phép, kháng phép, quân chướng trói, giáp thống khổ. Món đồ cuối cùng anh em có thể lên cho nó là tùy anh em ạ, giáp hồn mình cũng được, phu chủ cũng được. Ok, pha này thì tém mình bắt được đó là nguồn sát thương chủ lực của tém địch rồi. Mình thì vẫn đáng con đó là đầy cây máu, tém mình thì vẫn đáng đầy cây máu. Pha này thì có con râu tiến phóng nữa thì chắc chắn pha này sẽ tánh trù và lấy trù nhá. Ok, pha này mình sẽ tánh trù luôn này. Dùng chiêu cuối để khép góc tém địch này, hất tung được hai người luôn. Trù thì đáng bắn mình anh em ạ. Nhưng mà đồ chống chiêu của mình thì rất chiến đáng kỳ. Bất thêm đó là cái cấp cứu nữa. Và cái kỳ thì tém địch lên bảng điểm số hết rồi. Tém mình thì zone combo luôn. Ok, và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây rồi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi kênh máy của mình. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh nha. Bye bye.